Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sparum. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về Israel, Palestine và Jerusalem. Bài viết này được viết bởi tác giả Dũng Phan, được đăng trên website sparum.com và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Câu chuyện hôm nay được viết lại từ sự kiện ngày hôm nay khi Israel, Palestine đối diện với khả năng bùng nổ chiến tranh toàn diện. Bắt đầu bằng việc chính quyền Israel đuổi 6 gia đình Palestine sinh sống tại khu vực Sheir Zara thuộc đông Jerusalem, thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ của người Palestine. Cảnh sát được gọi đến và đụng độ đẫm máu xảy ra. Hamas, tổ chức vũ trang của người Palestine ở dải Gaza, tuyên bố đứng về phía người dân Palestine bị lấy đất. Cùng thời điểm đó, hàng chục ngàn người Palestine biểu tình bên ngoài đền thờ Al-Aqsa, địa điểm linh thiêng thứ ba của người Hồi giáo. Đền thờ nằm tại khu vực thành cổ Jerusalem và sát với bức tường than khóc, địa điểm linh thiêng bậc nhất theo người Do Thái giáo. Chưa hết, hàng ngàn người Do Thái cũng đổ về khu vực thành cổ để kỷ niệm ngày Israel chiếm được đông Jerusalem. Tính từ khuya ngày 10 tháng 5, đã có hơn 1.000 quả rocket được bắn về phía Israel. Lá chắn bảo vệ Israel mang tên vòm sắt đã được kích hoạt với một hình ảnh đẹp kinh khủng trên bầu trời, nhưng là một hình ảnh đẹp đáng sợ của chiến tranh. Quân đội Israel cũng không để yên, đáp trả bằng hàng trăm cuộc không kích. Câu hỏi, tại sao lại có chuyện thù hằn này? Tại sao từ ngày chúng ta biết đọc tin tức và đọc thời sự đã luôn nghe về việc này? Và tại sao Jerusalem lại quan trọng đến thế? Tại sao họ lại cùng giành nhau một địa điểm linh thiêng? Hãy đi tìm lịch sử, bởi chỉ có lịch sử mới đi kể cho bạn về nguồn gốc của vấn đề. 1. Tôn giáo, sự ra đời của mâu thuẫn. Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, vì sao mà sinh ra? Lý do vì sao xuất hiện các cuộc thập tự chinh, lý do vì sao Israel lại là cái gai trong mắt cộng đồng Ả Rập? Đầu tiên là một sự thật gây bất ngờ cho tất cả. Do Thái giáo, Kitô giáo, Thiên Chúa giáo theo cách gọi của người Việt và Hồi giáo, ba tôn giáo đang đánh nhau chi chóe ở khu vực Trung Đông đều có cùng chung một gốc. Đấy được gọi là các tôn giáo độc thần mà nguồn gốc chung của chúng đến từ một nhân vật sống vào đầu thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên, tức là cách đây 4.000 năm, gọi là Abraham. Và địa điểm mà người cha ấy sinh ra các tôn giáo đó chính là chỗ bom đạn đang nổ ầm ầm, Trung Đông và Jerusalem. 3.000 năm về trước, tộc người Do Thái đến định cư ở phía tây bán đảo Ả Rập. Vị vua người Do Thái tên là vua David, người đã đánh bại tên khổng lồ Goliath, mà nhiều người vẫn dùng thành ngữ. Thủ đô và trung tâm của người Do Thái bạn có biết tên là gì không? Nó tên là Jerusalem. Và trên quê hương với những vùng đất được định hình này, Do Thái giáo đã được sinh ra từ gốc khởi nguồn của Abraham. Do Thái giáo của người Israel đã xuất hiện từ rất lâu và còn xuất hiện đầu tiên. 2. Vùng đất mà họ đang sinh sống của ngày hôm nay là nơi mà tổ tiên họ đã ở đó từ 3.000 năm trước. Nắm kỹ được hai điều đó, chúng ta mới hiểu để đi đến phần sau của câu chuyện. Người Do Thái lập nước được một thời gian thì bị đô hộ bởi đế quốc Babylon, Iran và Iraq ngày nay. Sau đó đến lượt đế chế La Mã thống trị họ, đây là quốc gia mất nước hơn 1.000 năm. 1.000 năm sau khi bị mất nước và dân tộc vẫn đang nằm dưới chế độ cai trị của người La Mã, thì có một người Do Thái được lịch sử giao cho vận mệnh đã xuất hiện. Người đàn ông này và sự vĩ đại của ông sẽ thay đổi lịch sử thế giới, ông ta tên là Jesus. Ông tiến vào thành Jerusalem trên lưng một con lừa. Vì kinh cựu ước của người Do Thái ghi rõ, vị vua của Israel ở tương lai sẽ tiến vào Jerusalem trên lưng của một con lừa, nên người Do Thái đã vây lấy ông, nghe ông nói chuyện, đợi ngày ông giải phóng dân tộc khỏi đế chế La Mã. Nhưng không, chỉ một tuần sau, đế chế La Mã biết tin và người đàn ông ấy đã bị đóng đinh câu rút. Một bộ phận người Do Thái tin rằng Chúa Jesus đã chết, nhưng một bộ phận khác thì không. Họ tin rằng Chúa sẽ phục sinh và đưa họ ra khỏi dòng khổ ải trầm luân. Một bộ phận tách thành một giáo lý riêng được gọi là Kinh Tân Ước, với lễ Giáng sinh, Chúa ra đời, và lễ Phục sinh, Chúa sống lại. Đây chính là đạo Thiên Chúa, Kitô giáo của phương Tây. Những người này vì muốn cho tất cả biết rằng Chúa đã phục sinh nên đã đi khắp nơi để giảng đạo. Lúc này, vì đế chế đang nằm trong quyền cai trị của La Mã, ngôn ngữ chữ viết Latin cũng thống nhất, nên vô tình giúp cho việc giảng đạo được dễ dàng hơn nhờ vào hành chính, giao thông thuận lợi. Câu nói, đường nào cũng về La Mã là có ý nói về sự ưu việt về đế chế này. Đến năm 312, một sự kiện lớn đã xảy ra để Kitô giáo trở thành một tôn giáo lớn nhất đế chế. Đấy là việc hoàng đế Constantine nhận được điềm báo thập tự giá. Và cùng thời điểm ấy, ông giành được chiến thắng Maxentius ở trận cầu Milvian
và thâu tóm quyền lực Đông và Tây. Tin rằng được phù hộ vì nhận được điềm báo thập tự giá mà, nên đến năm 313, hoàng đế ra chỉ dụ Milano cho phép người Kitô giáo được tự do hành đạo. Đến năm 380, Theodosius I chính thức công nhận Kitô giáo là quốc giáo của đế chế La Mã. Đến đây có lẽ bạn đã biết vì sao Roma, Vatican là kinh đô Kitô giáo rồi. Tôi có dòng chảy như sau. 3.000 năm trước, Do Thái giáo ra đời. 2.000 năm trước, Thiên Chúa giáo ra đời. Vậy Hồi giáo, 1.400 năm trước, đến lượt Hồi giáo xuất hiện. Vẫn là trên bán đảo Ả Rập đầy huyền bí đó, một chàng trai trẻ khác tên là Mohammed đã đến và vẫn lấy gốc từ chính Abraham để tạo nên Hồi giáo. Các bạn chú ý, Hồi giáo thừa nhận hết những con người như là Jesus, như Moses, như Abraham. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt cốt lõi. Chính điểm này đã sinh ra mâu thuẫn và gián tiếp sinh ra đau thương, bao gồm hai điểm chính. 1. Mohammed chỉ tự nhận mình là nhà tiên tri, là sứ giả của Thượng Đế, là người phát ngôn của Thượng Đế, xuống truyền đạt đúng y như lời của Thượng Đế, chứ chưa bao giờ ông nói mình là Chúa. 2. Mohammed nói rằng King Koran là quyển kinh gốc mà Thượng Đế ban cho, là quyển kinh nguyên sơ nhất, trọn vẹn nhất trong kinh cựu ước của người Do Thái và kinh tân ước của người Thiên Chúa. Trong khi kinh cựu ước của người Do Thái và kinh tân ước của người Thiên Chúa giáo đã bị bóp méo đi rồi. Người theo Do Thái đương nhiên là không tin, người theo Thiên Chúa cũng chẳng tin, nhưng người Hồi giáo thì tin. Vậy là mâu thuẫn xảy ra khi người Hồi giáo với niềm tin sắt đá đã xem những kẻ kia là dị giáo, còn những người kia thì gọi bên kia là cực đoan. Trong cuộc sống này, suy nghĩ ta là số 1, ta là đúng nhất, còn người mới sai, có lẽ đơn giản chỉ là nghỉ chơi với nhau, thỉnh thoảng nói xấu nhau cho vui miệng, nói xấu quanh năm suốt tháng thì hơi bệnh. Nhưng với vấn đề tôn giáo, khi có sự va chạm đụng về quyền lợi, về vùng đất, thì cái đem lại chính là máu đổ, là chiến tranh. Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp lực, là trái tim của thế giới không có trái tim, là tinh thần của những trật tự không có tinh thần. Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân. Karl Marx. Như đã nói ở trên, người Do Thái lập nước chưa được bao lâu thì bị tấn công và đô hộ, y hệt như Việt Nam đấy. Các đế quốc hùng mạnh lần lượt tấn công họ và đặt họ vào trong thế vong quốc trong suốt 2.000 năm, lần lượt là đế chế Babylon, đế chế La Mã và cuối cùng là đế chế Ottoman. Sang thế kỷ 20, đế chế Ottoman tan rã thì người Do Thái lại đối mặt với họa diệt chủng từ phía phát xít Đức. Nhưng 2.000 năm đau thương và bơ vơ đó, người Do Thái chưa bao giờ ngừng phản kháng, chưa bao giờ chịu đầu hàng và chưa bao giờ quên đi tổ tiên của mình. Đế chế La Mã vì quá bực mình, trước cái chuyện người Israel luôn phản kháng, họ đã làm một việc mang tính đồng hóa. Đấy là sau khi đập Israel một quả nổ đom đóm mắt, người La Mã đã nhét tất cả ba cái tôn giáo mà tôi kể ở trên kia vào một vùng đất, với mục đích là triệt tiêu sự tồn tại của người Do Thái. Một vùng đất Ả Rập rộng lớn được hình thành và cái tên của vùng đất hỗn tạp đó chính là Palestine. 2. Đế chế Ottoman. Palestine nằm trong lòng đế chế Ottoman. Đấy không đơn thuần là Thổ Nhĩ Kỳ. Nước Thổ chỉ là cái gốc sơ khởi để Ottoman đi ra thế giới. Những vị vua giỏi nhất nên nắm quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ và bắt đầu con đường chinh phục của họ. Chẳng hạn như vua Selim I, người đánh bại Ba Tư, tiêu diệt Ai Cập và đến đại đế Suleiman, lấy luôn cả Trung Đông sát nhập vào Ottoman. Người Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay vẫn nói về Ottoman như người Mông Cổ nói về thời đại Thánh Cát Tư Hãn. Và đế chế đó theo Hồi giáo. Đấy là một trong những đế quốc rộng lớn nhất lịch sử nhân loại, đã từng phủ lên cả ba châu lục Á, Âu, Phi với đội quân khát máu nhất cùng với một đế chế thịnh vượng. Có nghĩa đã có giai đoạn mà Hồi giáo đè bẹp cả châu Âu. Trong lòng đế quốc Ottoman thời kỳ thịnh trị nhất, đế chế này đã bao gồm cả Hy Lạp, Bulgari, Romania, Nam Tư, rồi lại tan rã thành năm nước độc lập khác, chẳng hạn như là Croatia, Serbia, Hungary, Albania, Syria, Liban, Jordan, Israel, Kuwait, Ai Cập, Sudan, Libya, Iraq, Yemen, Tunisia, Algeria, Chip, Armenia, Georgia, Ukraine và một phần của nước Nga. Tức là có tới 30 quốc gia hiện nay đã được thành lập từ lãnh thổ cũ của đế quốc Ottoman. Bạn có thể nhận ra những cái tên quen thuộc của mùa xuân Ả Rập ở trong đấy. Tunisia, Algeria, Ai Cập, Yemen, Syria, Iraq và Liberia. Thiên Chúa giáo ở châu Âu lại bị đế chế Ottoman đe dọa. Nhưng trước khi Ottoman ra đời và làm nên cái kỳ công trên, thì giữa Hồi giáo và Thiên Chúa giáo, giữa người Ả Rập và người châu Âu đã tồn tại mâu thuẫn không thể hàn gắn.
tất cả liên quan đến một vùng đất thánh được gọi là Jerusalem. Ở phần 1 của bài viết này, các bạn đều đã biết sự ra đời của ba tôn giáo đều là ở vùng đất Ả Rập và ba người truyền bá. Chiều người thầy, cả ba đều xem Jerusalem là vùng đất thánh minh của mình. Vua David chọn Jerusalem là kinh đô, Chúa Jesus xuất hiện ở Jerusalem và nhà tiên tri Mohammed đã bay lên thiên đường từ thánh đường đá ở Jerusalem. Vậy là Jerusalem trở thành điểm hành hương và cũng là điểm tranh giành của ba tôn giáo, đồng nghĩa là điểm tranh giành của cả thiên hạ. Bây giờ có lẽ là bạn hiểu vì sao Trung Đông lại nóng đến như thế rồi. Vì sao sự kiện chính quyền Israel đuổi 6 người dân Palestine sinh sống tại khu vực Sheikh Jarrah thuộc đông Jerusalem cách đây một tuần lại có thể xảy ra chiến tranh? Những giáo hoàng châu Âu, nơi truyền bá Thiên Chúa giáo, cũng có niềm tin về Chúa Giêsu. Và vì muốn bảo vệ cũng như tranh giành Jerusalem, họ đã huy động một cuộc chiến tranh kéo dài từ thế kỷ 11 đến thế kỷ thứ 13. Tên cuộc chiến đó có lẽ các bạn đã đoán được ra, đấy là Thập Tự Chinh. Đấy là một cuộc chiến tranh tôn giáo giữa Kitô giáo và Hồi giáo trên ngọn cờ hiệu giải phóng vùng đất thánh và vùng đất thiêng liêng Jerusalem khỏi người Hồi giáo, giải phóng những tín đồ công giáo khỏi sự thống trị của Hồi giáo. Đoàn quân Thập Tự Chinh đầu tiên đánh vào Jerusalem và tàn sát quân Hồi giáo chính là Pháp. Và Pháp chính là quốc gia chủ đạo với những hiệp sĩ dòng đền trong các cuộc tấn công vào Ả Rập 8 lần liên tiếp. Trong các cuộc chinh chiến này thì Anh và Bồ đều tham gia. Và các bạn biết gì không? Thập Tự Quân Bắc Âu. Thế đấy, cho nên màn báo thù mà các bạn thấy được hồi mấy năm trước mà Facebook loạn lên dòng chữ Pray for Paris, ở Paris hay ở Đan Mạch, Na Uy đều có nghĩa lịch sử cả. Những vụ khủng bố tại Pháp và châu Âu hôm nay không phải là từ trên trời rơi xuống, cũng không phải IS hay những cuộc tấn công của Pháp tại Syria hay là Libya. Đó là những mâu thuẫn có từ rất lâu rồi. Cuộc Thập Tự Chinh lần cuối kết thúc vào năm 1272. Đến năm 1517, đế quốc Ottoman thâu tóm cả khu vực Trung Đông, Ả Rập, 20 năm tiếp theo, họ lấy luôn cả Hy Lạp và Hungary. Ottoman chính là đế quốc đường đường chính chính thống nhất thế giới. Hồi giáo thách thức thế lực phương Tây và thậm chí còn đe dọa nuốt luôn họ. Châu Âu luôn phải lập nên các liên minh thánh thần để bảo vệ thế giới Kitô giáo trước các cuộc xâm lăng này. Israel lúc này ở đâu? Đang bị đè bẹp trong cái vùng đất Palestine, giờ do Ottoman cai trị, và vẫn hành hương đi khắp nơi, không quên nhắc nhau về nguồn gốc và tôn giáo Do Thái của chính mình. Thế rồi, vào cuối thế kỷ thứ 19, một phóng viên, nhà văn tên là Theodore Herz đã quyết định vươn cao hơn tất cả. Bằng ngòi bút của chính mình, ông kích thích dân tộc, ông gợi lại lịch sử, ông nhắc nhở cho người Do Thái biết mình đang ở đâu, mình đến từ nơi nào. Ông gọi lại cái tên miền đất hứa để những người dân Do Thái trở về Palestine để phục hưng lại vương quốc. Theodore Herz xuất bản cuốn sách Nhà nước Do Thái vào năm 1896 và lý luận rằng vấn đề của người Do Thái chỉ có thể được giải quyết bằng cách thiết lập một nhà nước Do Thái ở Palestine. Những người Do Thái tha hương bắt đầu trở về Palestine, nơi có Jerusalem 3.000 năm trước, chính là thủ đô của nước Do Thái do vua David đứng đầu. Họ đợi đến ngày thiên thời địa lợi nhân hòa sẽ trả lại cho họ vùng đất của 3.000 năm trước. Những ước vọng này đã được thổi bùng lên, bắt đầu từ một nhà báo viết lịch sử dân tộc. Lúc này, Ottoman theo thời gian đã dần suy yếu, các lãnh thổ dần dần bị mất, nhiều nơi vùng lên đòi quyền tự trị để thành lập quốc gia tách biệt đối với Ottoman. Điều gì đến thì cũng phải đến, năm 1914 đến năm 1918 khi chiến tranh thế giới thứ nhất xảy ra. Đế chế Ottoman đã yếu lại còn chọn sai phe, họ chọn Đức Áo Hùng. Kết quả là các cường quốc đồng minh Anh, Pháp và Nga đã giành thắng lợi. Ottoman trong vai trò của kẻ thua cuộc nên bị những người châu Âu đập cho tan rã lãnh thổ to lớn của Ottoman, một đế chế đã đe dọa châu Âu suốt 7 thế kỷ. Trước đó, vào năm 1916, đế quốc này cũng bị xẻ lẻ ra bằng thỏa thuận Sykes-Picot với việc Pháp có vùng phía bắc của Ottoman, bao gồm Syria, với sau này là Liban. Anh có vùng phía nam của Ottoman, Jordan, Iraq và sau này là Palestine. Khi Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố độc lập, Ottoman chính thức sụp đổ, nhưng phương Tây luôn mang một tiềm thức sợ hãi đế chế Ottoman. Đế chế đe dọa sự tồn vong của phương Tây và đã từng bao vây Viên, xâm lược Hungary, lấy đi Hy Lạp, sẽ một ngày trở lại. Và các cuộc thập tự chinh mâu thuẫn tôn giáo luôn là thứ im ắng sâu trong lòng của phương Tây. Chúa của mình mới là ưu việt nhất, còn Hồi giáo là không, bởi vì tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân. Người Anh và Pháp quyết định phân chia lại biên giới của một số các quốc gia như là Tunisia, Ai Cập, Yemen, Syria, Iraq, Libya, v.v.
Vâng, thưa các bạn, tất cả các quốc gia này, bao gồm cả Syria đang bắn phá ầm ầm, đã được sinh ra trong một cuộc họp, một tấm bản đồ trải ra, Hồi giáo đã thua cuộc chính ở đây. Bây giờ, tôi sẽ nói tiếp về sự ra đời Israel, lý do vì sao họ bị cắp ghép. Bên cạnh sự phân chia đất đai cho những người quốc gia Hồi giáo, thì Israel chính thức được đền bù sau hơn 3.000 năm đau khổ. Câu chuyện diễn ra sau Thế chiến thứ hai, khi những đau thương mà Israel phải chịu đựng dưới thời Đức Quốc xã, khi những người Do Thái giáo ưu tú nhất đã vận động hành lang, khi những người Do Thái giáo giàu có nhất đang tích cực mua bất động sản tại Palestine. Tất cả đã khiến cho Anh, Pháp và Mỹ phải đền bù cho Israel. Thế là, một quốc gia trở lại sau hơn 3.000 năm, với 33 phiếu thuận, 13 phiếu chống, 10 phiếu trắng. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chia phía đông của Palestine thành hai nhà nước. Một phần đất là của người Palestine theo đạo Hồi, phần còn lại là của người Palestine theo đạo Do Thái, tức là nước Israel, còn Jerusalem thành đặc khu được Liên Hợp Quốc bảo vệ. Đấy là câu chuyện về một mảnh đất, 3.000 năm trước thuộc về bên Anh A, 300 năm trước thuộc về Anh B, rồi giờ Anh A trở lại và chia đất, chia biên giới lãnh thổ về bên Anh B. Tuy nhiên, khác với việc vẽ ra bản đồ cho những Jordan hay là Ai Cập, Syria, đều cùng theo đạo Hồi, Palestine lúc này cũng có một điểm khác, sự va chạm giữa hai tôn giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo. Bị ảnh hưởng bởi phong trào chủ nghĩa dân tộc của tôn giáo mình thờ phụng, những người Ả Rập, tức là Anh B, không để yên cho việc này. Họ ngăn chặn việc thành lập quốc gia cho người Do Thái ở Palestine. Đây chính là khởi nguồn của chiến tranh Ả Rập-Israel 1948. Liên quân Ả Rập bao gồm Ai Cập, Syria, Jordan, Liban, Iraq, Ả Rập Saudi, Yemen và Palestine đã sát cánh cùng nhau quyết tâm đập chết quốc gia Israel. Kết quả không ngờ được đã xảy ra, Israel mới thành lập nước đã đập tan tát cả năm quốc gia kia. Người Do Thái gọi chiến tranh này là chiến tranh giải phóng dân tộc, còn người Palestine, Hồi giáo gọi là thảm họa. Đây là xung đột từ tôn giáo đến lãnh thổ, từ lịch sử đến biên giới. Đến năm 1967, có một cuộc chiến tranh gọi là chiến tranh 6 ngày. Israel thêm một lần nữa chiến thắng, nhưng lần này thì khủng khiếp hơn. Họ chiếm luôn Jerusalem, khiến cho các nhà nước Ả Rập phải cầu hòa. Hồi năm 2017, có một sự kiện khá là thú vị. Đấy là anh Donald Trump không sợ trời, không sợ đất đã tuyên bố chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và sẽ chuyển đại sứ quán của Mỹ về thành phố này một khi công tác chuẩn bị hoàn tất, khiến cho các quốc gia Hồi giáo phản ứng rất là mãnh liệt. Israel đã được đứng vững và người phóng viên Theodore Hirsch năm nào đang ngậm cười nơi chín suối. Để tôn vinh ông, người bằng ngòi bút đã thay đổi cả số phận dân tộc, tuyên ngôn độc lập của Israel khi được đọc tên thì cái tên Theodore Hirsch đã được gọi là người cha tinh thần của đất nước. Người Israel đặt ra một ngày gọi là ngày Hirsch, là ngày lễ quốc gia hàng năm. Israel là một quốc gia có lịch sử đau thương và đẫm máu, mất nước hơn 3.000 năm và đối mặt với họa diệt chủng. Người dân nam cũng như nữ luôn sống trong tư thế của những con người cầm chắc tay súng để bảo vệ vùng đất của tổ tiên mà họ chỉ có được lại sau Thế chiến thứ hai, và luôn ám ảnh cảnh bị mất nước và xóa tên trên bản đồ thế giới. 60 năm qua, đây là đất nước luôn bị những đất nước vây xung quanh đòi đầu. Và để chống lại điều này, Israel cũng không nhượng bộ, không thỏa hiệp. Tiếng súng vì vậy không bao giờ ngưng ở Jerusalem. Không có quốc gia nào mà cơ quan tình báo, Mossad lại được xem như là văn hóa, là thần tượng của người dân, là cột chống bạo dông và là điểm tựa bảo vệ cuối cùng cho quốc gia này mỗi ngày như Mossad của Israel. Mâu thuẫn giữa Trung Đông Hồi giáo, Israel Do Thái giáo và phương Tây Thiên Chúa giáo là một mâu thuẫn tính bằng thiên niên kỷ. Vì sao Trung Đông luôn là cái lò lửa và lâu lâu lại xuất hiện trên báo chí và tin tức thời sự về những màn báo thù và tiếng súng nổ? Vì xung đột Palestine-Israel là xung đột tính bằng thiên niên kỷ và bao trùm mọi mặt của đời sống. Trong cuộc chiến này, vì vậy không có tốt, cũng không có xấu, không có đúng, cũng chẳng có sai. Tất cả những người trong cuộc đều giữ một niềm tin bất diệt về dân tộc của họ. Đúng hay sai, phụ thuộc vào lăng kính của bên này bên kia. Còn tôi chỉ là người kể lại lịch sử để các bạn biết về căn nguyên của vấn đề, vì sao có súng nổ chứ không hề phán xét. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào của bọn mình trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!